Mẹ cảm ơn con. Con cảm ơn mẹ. Mỗi hôm nay em thực sự rất là mong muốn và tha thiết cũng như là muốn chương trình giúp đỡ em, hỗ trợ em có thể là thực hiện được cái ước mơ mà em muốn dành cho mẹ, tạo một cái điều gì đó bất ngờ đến cho mẹ của em. Tại vì hồi trước em rất là muốn được chở mẹ của mình được đi đây đi đó để tham quan những cái địa điểm mà ở Sài Gòn đây. Trước đây thì em đi xe được xe máy nhưng mà bây giờ thì không đi được nữa, nên là rất là khao khát được chở mẹ đi một lần. Trong khoảng thời gian 3 năm mà em ở đây và mẹ cũng xuống đây với em thì chưa được một lần nào được đi xa cũng như là cùng em đi ra ngoài một bữa cho nó gọi là để cho thoải mái tinh thần ấy. Cho nên hôm nay em rất là muốn được cùng đi với mẹ. Đây chính là điểm hẹn mà cũng là cái địa chỉ mà lát nữa đây bác Nhiên sẽ giao hàng một món quà rất là đặc biệt cho chúng ta. Không biết là mẹ có bất ngờ không nữa. Chắc là bất ngờ anh. Giờ đợi mẹ thôi. Đó, lúc đầu mình cứ nói mẹ giao hàng giùm mẹ, ai ngờ đâu là cái món quà đó là trực tiếp cho mẹ đâu. Trong phố đi bộ em hình như mới đến được một lần. Phố đi bộ là cho một lần. Một lần. Dịp nào? Anh nhớ lâu hồi em đang còn bình thường á, em đi với bạn lên đây chơi. Em có đi cái đường này giờ nhìn lên nhớ. Giờ cũng là cải tiến cập nhật. Mẹ gọi. Mẹ gọi rồi. Phải không? Phải số mẹ không? Dạ đúng rồi, 2 1. Dạ luôn. Dạ con Minh nè con. Dạ đúng rồi, con có gói hàng á. Cái địa chỉ ở bên đường Nguyễn Huệ á con. Dạ, con đang ngồi chờ nè cô, chừng nào có qua. Dạ dạ, con qua giùm con đang cần gấp á cô. Dạ. Trời, lâu giả giọng mệt quá. Để sợ nãy giờ nói chuyện với mẹ biết giọng anh sao? Dạ. Nó giả giọng á. Họ giả chứ không ai. Em thấy giống ai, giống gái hay giống trai vậy? Giống giống cực quá vậy. Kiểu vậy anh. Chắc mẹ em đến đây chắc không biết là ở đâu luôn á. Tại vì mẹ em không biết là ở đâu đâu. Cũng may là có ban biên tập. Dạ. Mọi người sẽ cố gắng cố tình chở mẹ ra tới đây luôn. Từ nhỏ giờ á, mình nhớ là mình tặng quà cho mẹ bao nhiêu lần không? Tết thì em lì xì rồi tặng bông, mùng 8 tháng 3 em tặng hoa. Em nhớ mình nhất là hồi em đang ở nhà em tặng mẹ một chỉ vàng. Rồi một bó bông mùng 8 tháng 3 lúc đó là lần đầu tiên em tặng luôn. Em kiểu là nói rất là khó, em chỉ bảo con tặng mẹ, thế là mẹ bất ngờ á. Hồi mẹ bảo... Vui ha. Dạ. Cảm xúc cũng rất là hạnh phúc. Dạ. Mà thôi là con trai mình đâu có nói nhiều được, tặng quà không mà. Rồi em nhớ tặng một cái xe đạp điện nữa. Oh. Đạp điện hồi mẹ em thấy mẹ em không đi được xe máy á. Em mua xe đạp điện tặng cho mẹ để mẹ đi chợ. Mẹ đi chợ xa mà, hồi đó đi xe đạp á. Đó là món quà mà giá trị nhất mà em thấy tặng mẹ giờ. Xa phải nàng không? Phải nàng không? Mẹ đó. Đấy, mẹ ơi, chắc mẹ bất ngờ. Đi đâu đây? Dạ. Đi đâu mà đến tên đây? Đi đâu thì tụi con đi đến đây chứ đâu. Đúng địa chỉ rồi. Địa chỉ đến đó. Bác. Dạ. Cô chứ. Cô ngồi đi. Ngồi đi giao hàng thấy vui không? Nay con với anh Hoàng muốn dắt mẹ lên đây chơi nên là muốn tạo mẹ một cái bất ngờ á. Dạ. Nên là hai anh em lập mưu là xếp hàng. Thiệt á, con nói ra đường qua phóng sự. Nhưng mà cái địa chỉ mà nãy giờ tụi con nhờ cô giao cái món hàng này á là chính xác địa chỉ của tụi con ngồi đây luôn á. Vào cái món hàng này nè. Ngoài bên đây nè. Ủa thường là động dạ. Với động với cháu ăn. Không phải bạn Minh nào hết trơn á. Là cô á, món quà này dành cho cô. Đây là quà này con dành tặng mẹ. Bây giờ mẹ đây, cứ tặng mẹ đi. Đây, con xin tặng mẹ món quà. Dạ. Đây là không có gì cả đâu. Chỉ là món quà này là một bức thư tay. Cô đoán xem ai viết. Không biết. Cái lớn mình đã. Một cánh. Đây là bức thư con
con viết cho mẹ. Không có kính đi đọc đã được. Con sẽ là cặp kính. Bữa nay con là cặp chân của Khánh thì con sẽ là cặp kính của cô Nhi. Hôm nay đợi con xíu. Hôm nay con đã lấy hết dũng cảm của mình để viết cho mẹ lá thư này, cũng là lá thư đầu tiên con viết gửi cho mẹ. Mẹ yêu à, hôm nay con đã nhờ chương trình giúp cho con tạo một điều bất ngờ dành cho mẹ để cảm ơn những gì mẹ đã làm cho con trong thời gian vừa qua. Con biết mẹ đã dành trọn thời gian của mình cho con. Lúc con còn bé, mẹ chăm sóc con, và khi con lớn lên rồi nhưng vẫn để cho mẹ phải lo lắng vì con. Nhưng từ bây giờ trở đi, mẹ hãy cứ yên tâm về con nhé. Con của mẹ giờ đây đã rất là mạnh mẽ. Một khó khăn và đau đớn cũng đã qua rồi mẹ à. Nên mẹ cũng hãy vui vẻ và sống thật hạnh phúc cùng chúng con nha. Con tin rằng từ nay về sau, con sẽ là niềm tự hào của mẹ, của cả gia đình mình. Ba mẹ sinh ra con bình thường, nhưng ông trời lại muốn con đặc biệt để làm những điều đặc biệt. Mẹ hãy tin vào điều đó. Con rất biết ơn mẹ, biết ơn cả gia đình mình đã luôn yêu thương và che chở cho con. Và con mong rằng từ đây về sau, gia đình chúng ta sẽ luôn vui vẻ, tràn đầy sự yêu thương dành cho nhau và đồng hành cùng nhau mẹ nhé. Con chỉ muốn nói với mẹ là con rất là yêu mẹ. Mẹ cảm ơn con. Con cảm ơn mẹ. Mọi đau đớn cũng quá rồi. Con mong mẹ là thấy về sau thật là vui vẻ hạnh phúc bên, sống thật là khỏe mạnh bên cạnh con, để cùng con, để đồng hành cùng con. Mẹ biết đó. Mẹ không được buồn nữa nhá. Con thương mẹ. Có được người mẹ như vậy là đáng quý lắm nè. Mà có được một người con trai vậy cũng đáng tự hào lắm nè, đúng không mẹ? Thì con cũng mong là sau này Khánh cũng sẽ có một người vợ thật là đảm đang và yêu thương và chăm sóc cho Khánh. Và cũng là một cô dâu Thảo để giúp cho cô cũng bớt nhọc nhằn con hen. Cô cũng mong mỏi từng dạ mong cho khỏe, đừng có chuyện chỉ xảy ra với Khánh nữa. Mọi người ơi, xe đang khởi động kìa. Món quà ngày hôm nay không chỉ là bức thư này, mà là bạn Khánh mong muốn tặng cô một chuyến tham quan vòng quanh khu vực thành phố Hồ Chí Minh với những địa điểm nổi tiếng. Trời ơi, chưa gì không cần máy lạnh mà mát quá mọi người ơi. Mẹ, mẹ thấy ổn chưa mẹ? Cô Tư, trời ơi, không say xe. Xe này bao say xe. Dạ, em chào cả nhà. Cả nhà dành tràng pháo tay thật lớn cho bạn Khánh được không ạ? Dạ, cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà một chuyến đi thật là vui vẻ. Cảm giác bữa nay sao nè, được tặng quà sao nè? Quà thì vui, cảm ơn ekip của chương trình. Dạ. Cháu mẹ con Khánh được trải nghiệm đi chơi. Mẹ thấy sao? Thấy thoải mái không? Ồ, thoải mái. Dạ. Không hề có chặn xe xe đúng không mẹ? Không hề luôn. Rồi bên đó mẹ thấy thành phố Hồ Chí Minh về đêm như thế nào nào? Về đêm thì đẹp chứ. Dạ. Nhân tiện chương trình em cảm ơn chương trình cũng như là anh Hoàng. Tối nay đã đưa hai mẹ con em được trải nghiệm một vòng xung quanh Hồ Chí Minh. Cảm xúc thật sự rất là thoải mái. Thì lâu lắm rồi em không có được hết cái thở cái không khí mà nó có mùi khói bụi một tí, mùi thơm của cái xăng xe đấy. Nhiều khi thú vị đó. Dạ, lâu rồi mình không được hít, cảm thấy là thú vị.
Và rõ ràng là khi mà chúng ta thấy được rất nhiều gia đình dẫn người thân của mình lên đây để tham quan thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta cảm nhận được cái tình yêu thương của gia đình sẽ là một nguồn sức mạnh, một nguồn động lực vô hình nhưng mà nó rất là to lớn để giúp chúng ta vượt qua những khó khăn. Khi mình gặp khó khăn gì đó thì gia đình luôn là cái động lực để mình tiếp tục. Và đến đây thì chúng ta phải nói lời tạm biệt nhau rồi. Cảm ơn Khánh rất nhiều. Cảm ơn chàng trai cực kỳ bản lĩnh của chúng tôi. Dạ, cảm ơn Khánh. Đúng bản lĩnh như vậy nha. Dạ, dạ, chắc chắn rồi.